hai đứa em làm cho anh bị lẫn lộn cái khái niệm về thơ với văn xuôi đó. Làm diễn viên thôi, bớt làm thơ giùm anh nha. Anh Nghĩa nghe nói là cái tài văn thơ của anh nó cũng là cao siêu lắm. Thì thử ở đây đội chơi làm dở thì anh thử anh tặng cho tụi em một câu nào đó coi. Ok, bây giờ anh sẽ làm thơ liên quan tới tên của mấy đứa. Dạ. Ấn Phát, Thư Đình thật ra cũng lình xình. Bella, Minh Cường cũng tầm thường, vậy thôi hết. Tôn Sắc 100 năm từ Úc hân hạnh đồng hành cùng chương trình.